Dạ, năm nay em 28 tuổi, em đang công tác tại cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát luôn. Em làm gì trong đó? Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Anh Vũ, năm nay 31 tuổi. Thì hiện tại em công tác và sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là một đại đội trưởng của một đơn vị bộ binh. Wow. Thượng quý đúng không? Dạ đúng rồi. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Thanh Trúc, quê ở Trà Vinh, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, năm nay em 28 tuổi, em đang công tác tại cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, cảnh sát luôn. Em làm gì trong đó? Dạ, em trực ở tổng đài 114, tổng đài báo cháy. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là mạnh mẽ. Nói chung là em nấu ăn được, bắt nhanh với lại cái môi trường sống và môi trường làm việc mới. Dạ, còn về điểm yếu thì nhiều quá mạnh mẽ nên là sẽ được nhận xét là hơi thiếu nữ tính chút xíu. Em hơi nóng tính mà cũng hơi bướng tính luôn. Trời ơi. Em ơi, em nóng tính là em nóng tính cỡ nào em? Khi mà gặp những cái căng thẳng trong cuộc sống thì nếu như mà cần phải giải quyết tay đôi thì cũng có thể giải quyết được. Trời ơi, gì ghê vậy? Ủa em, cụ thể là em làm trong phòng cháy chữa cháy vậy là mình có cấp bậc gì không em? Dạ, em là hiện tại một gạch hai sao ạ, cũng là trung quý á. Bên đây tới 3 sao hơn sao. Mà tôi nghi về chắc bên đó 4 sao, bên đây 3 sao. Ở đơn vị đại trưởng chứ về nhà đại phó thôi. Đúng rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu đi. Về cái điểm mạnh của em á, thì nhất là em là một người rất là dễ gần. Em thì em hay quan tâm và thường giúp đỡ các đồng chí đồng đội trong đơn vị. Điểm yếu em thì đôi lúc là có lúc là em sống nội tâm. Có một cái tật xấu là mỗi khi mà em mệt mỏi hoặc là em bị stress á, thì về nhà cái em nằm em lăn ra ngủ một cái là đêm đó thế nào ngủ em cũng bị nghiến răng. Nghiến răng mà nghiến răng thì nghiến lớn lắm. Tại nghe mẹ nói vậy. Em gái, em có học võ không? Em có học nhưng mà học võ gọi là võ thể thao nên là múa được, chứ còn thực chiến thì chắc là không có giỏi. Anh còn học võ bài bản hơn nên là không dám nhận là biết võ đâu. Sao em chỉ múa là anh đổ rồi em? Tình trường của em thì sao? Thời sinh viên thì có yêu thầm một bạn trong lớp. Yêu thầm thôi hả? Dạ, bạn tốt với em lắm nhưng mà bạn nói là mình coi nhau là bạn tốt thôi, xong rồi bạn đi lấy vợ mất tiêu rồi. Còn sau này thì cũng có quen người yêu nhưng mà tụi em thì không có đi đến với nhau được, là tại vì tính của em là khá là mạnh mẽ, còn bạn của em thì lại không có được cái sự mạnh mẽ đó nên là em không cảm giác là mình có thể dựa vào bạn được. Dạ. Còn bạn trai thì sao, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nói chung là cũng trải qua được 2 mối tình, thì trong đó cũng có một mối tình đơn phương. Cái mối tình chính thức là trước đây là cũng cách đây cũng khoảng là 6 năm rồi. Do cái điều kiện là lúc đó là em tập trung vào công việc nhiều quá, ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Còn bạn nữ đó thì muốn mình phải thường xuyên quan tâm. Em thì còn trẻ, cái kinh nghiệm trong cái chuyện tình cảm mình cũng chưa có đó, cho nên là dẫn đến là chia tay. Do bạn ít chăm sóc người yêu thôi. Nếu mà có mối tình nào thì chúng ta phải cố gắng chăm sóc ha. Và cũng dành thời gian nhiều hơn cho cô gái đó. Được không? Dạ được. Rồi, bây giờ cô gái, em muốn tìm một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em thì mong là bạn của em cao được khoảng từ 1m7 trở lên ạ. Em cao 1m63. Bạn trai cao nhiêu? Dạ em thì cao 1m68 rồi chị. Cũng hơn được rồi. Thiếu 2 phần so với mơ ước nhưng mà không sao. Dạ. Giày nó sẽ giúp đỡ bạn ấy cao 1m71 luôn. Với lại là em thích một người có tinh thần cầu tiến, có lập trường. Em mong muốn là người đó cũng biết quan tâm chia sẻ và biết cư xử với mọi người. Xét về ngoại hình thì em thích một người mang tính chất nó năng động và nó thể thao. Đặc biệt rất là thần tượng anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh mà thể thao hồi nào? Em cảm thấy anh Quyền Linh anh nhìn rắn rỏi và anh Quyền Linh anh hay chơi thể thao, cảm giác là manly và có wow. Có thể là một bờ vai vững chắc được. Anh chơi thể thao mà. Anh chơi môn gì mà bụng anh ngày càng một múi vậy anh Linh? Anh nhảy dây nè. Bạn bên kia đưa ra những cái yêu cầu thì anh thấy rằng em cũng đáp ứng rất là nhiều thứ ha. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Về cái tính cách thì hoạt bát năng động.
biết cái cách ứng xử, không phải chỉ với người lớn trong gia đình mà ngay cả với mọi người xung quanh cũng vậy. Thì cái đó là quan trọng. Về cái ngoại hình thì em chắc là cái bạn nữ bên kia là chắc vượt quá yêu cầu của em luôn. Không, tại em cần từ 1m53 tới 1m6 rồi, bạn nữ bên kia giới thiệu tới 1m63 cho nên không, là dư ngon đúng không? Dạ được rồi. À, em không thích điều gì ở phụ nữ? Tính hay càm ràm, kiểm soát em quá mức. Em đi đâu mà cứ khoảng 5 phút, 10 phút cứ điện hỏi anh đang đâu, anh đang đâu. Đi đâu vậy, ở đâu vậy, đi với ai vậy? Cái đó là kiểm soát quá thì cũng hơi khó chịu. Có không bạn gái? Em không có tinh thần kiểm soát mà em mong mỏi cái tinh thần tự giác. Cái tinh thần tự giác thì chắc anh đáp ứng được em, không sao đâu. Đó. Dạ. Em có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Ba hoa khoác lác á chị. Không thích người hút thuốc. Còn nếu như mà bia rượu thì là có chừng mực. Đặc biệt là em không thích người gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ, em không có gia trưởng rồi chị ơi, em hiền lắm. Trong gia đình á, em là con trai một và đồng thời cũng là con trai trưởng trong họ luôn. Nhưng mà thường là quyết định là em vẫn hỏi ý kiến mọi người, nhưng quyết định là em vẫn đưa ra cái quyết định của riêng mình. Cái đó là cái chính kiến riêng của mình. Chỉ huy mà đúng không? Phải có quyết đoán. Ủa rồi em đưa ra cái quyết định riêng của em rồi em thực thi theo cái quyết định của ai? Thực thi thì mình đưa ra quyết định thì mình thực hiện cái quyết định đó. Ý thôi, các Tường hỏi là trong nhà dù 5 người, mỗi người ý kiến, rồi em đưa ra quyết định của em, vậy thì mình, em thực thi ý kiến của ai? Lúc đó là nhiều người đưa ra ý kiến thì mình có thể xem ý kiến của ai phù hợp. Đúng rồi, số đông nữa. Có thể phù hợp nhưng mà mình thấy không phù hợp, mình vẫn quyết định theo cái chính kiến của mình. Mình dám quyết định, dám chịu trách nhiệm là được. Có hút thuốc không? Dạ không. Hồi trước có mà bỏ lâu rồi chị. Bia bọt rồi uống nhiều không? Dạ bia thì em uống chắc được hai chai. Lấy nhau thì mình ở đâu? Hiện tại thì em chưa có nhà riêng thì em ở với gia đình, thì ở thành phố Hồ Chí Minh. À vậy cũng được, cô người này cũng tiện đi tới đi lui ha. Cần yêu cầu bên nhà bên nữ nữa không? Em nghĩ là bạn nữ khá là phù hợp rồi. Có một cái điểm em không thích ở bạn nữ, đó là em không thích bạn nữ xăm mình, mà chắc cảnh sát không dám xăm mình đâu. Em sao thì bên đây người ta cũng vậy thôi, cũng kỷ luật đàng hoàng. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Rồi, thí dụ như hai vợ chồng đang chăm sóc con bị bệnh, bên cơ quan bạn có báo động, bên kia có báo cháy. Chúng ta xử lý thế nào? Ca này khó. Thì em nghĩ là chắc em với lại bạn nữ bên kia là phải cùng đưa ra, cùng bàn bạc cái cách giải quyết mới được. Chứ một mình em chắc không được đâu. Lúc đó là không thể mà ngồi họp bàn nữa. Lúc đó gấp chỉ có chạy rồi. Thôi. Nếu mà trường hợp gấp quá thì chắc là phải gửi con cho bà nội. Lúc đó không có bà nội luôn. Không có bà nội thì gửi con cho dì. Không có dì, không có ai hết trơn á. Nếu mà không được nữa thì chắc em mang con vô đơn vị. Chính xác. Quá đơn giản. Có ẩm con chạy vô đơn vị báo động thì chắc chắn đơn vị cũng có rất nhiều người đúng không? Thôi vậy đi, ưu tiên cho vợ chạy mình, bởi cháy nó quan trọng hơn. Chào cô cảnh sát. Cái khó tụi em thế này nè, đều làm trong những cái cơ quan rất là quan trọng. Chúng ta sẽ tính toán thế nào nếu như chúng ta quen một anh bộ đội như vậy? Bởi vì là tính chất công việc hai người là tương đồng nhau, nên là sẽ có sự cảm thông và có cái sự sắp xếp đó. Mỗi một cái gì mình cũng có thể sắp xếp được. Ví dụ như ca trực thì mình có thể linh động được. Tình huống mà khẩn cấp mà anh không thể rời khỏi đơn vị thì lúc đó em sẽ dời cái ca trực của em lại đó. Đúng rồi, ca trực mà ha. Dạ, chứ vâng. Không phải là chữa cháy đâu mà lo. Dạ đúng rồi. Như vậy được rồi, cảm ơn em. Bây giờ hỏi ý kiến người thân cái mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với lại những người chị đồng nghiệp với em gái và người em cùng phòng ạ. Rồi. Dạ con chào chú Linh, con chào cô Tường ạ. Em chào anh ạ. Dạ theo như em cảm nhận thì anh là người vui vẻ. Về tính tình thì em thấy là hai anh chị khá là hợp nhau. Và nếu một hồi nữa anh có gặp chị em á, thì anh sẽ bắt gặp một khuyết điểm ở hiện tại thôi, là chị em có nang niềng răng. Nhưng mà một tháng nữa thì cái khiếm khuyết này đã được gỡ bỏ rồi, nên em hy vọng là anh sẽ không có ngại. Cơ hội được cho chị em ở đây á, là em đã gửi mail liên tục cho chương trình đã hai mùa lá rụng rồi anh. Nên là em thực sự rất là mong chờ cho hai anh chị được thành đôi và trân trọng cái cơ hội này. Hay quá. Trời, em gái lo rồi, chị gái quá. Rồi, em đi với ai? Dạ thì bữa nay là có thủ trưởng đơn vị với lại có cô giáo dạy võ Aikido của em. Thôi.
Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả các quý vị. Cũng xin chào riêng bạn gái. Hôm nay thật là tuyệt vời. Thứ nhất, hai người ai cũng đẹp, ai cũng tươi. Về ngoại hình thì bạn gái tuyệt vời rồi, nhưng mà cái cách ứng xử, tôi nghĩ rằng là bạn ứng xử xử sự trong vấn đề chữa cháy giỏi, chứ còn tại sao mà ở đây mà bạn ứng xử sao hay thế? Rất là hay. Mong muốn nhất là hai bạn ngày hôm nay rồi đến yêu nhau và sẽ sống trọn đời với nhau. Càng nhanh càng tốt, tìm hiểu kỹ rồi thì đám cưới sớm đi. Sắp đến ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu tìm hiểu kỹ được rồi thì hãy cưới luôn, tổ chức đám cưới, cưới luôn. Dạ. Hay quá. Bây giờ hai bạn này cùng một cái ngành gọi là lực lượng vũ trang. Bạn là trung úy, đồng chí Vũ là thượng úy. Và tôi thấy bạn đang trung úy thế này thì cùng một quan điểm, cùng lập trường, phải không? Bản lĩnh chính trị vững vàng như thế này thôi thì chắc chắn là hai người quá hợp. Riêng đối với bạn ấy, bạn nóng tính ấy, thì tôi cũng sợ. Đấy, thông báo cho bạn biết ấy, là thượng úy mà nói trung úy không nghe ấy, thì cái đó chắc chắn là phải vào khuôn khổ kỷ luật. Một cách tuyệt vời nhất nữa là cảm ơn chương trình. Chương trình đã giúp cho những người lính phòng không như đơn vị chúng tôi đây, làm sao hiện nay những đồng chí mà ít được có điều kiện để về nhà có được cái hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và rồi, cho chúng tôi gặp cô dạy võ chút xíu ạ. Xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào quý vị xem đài. Riêng đối với em gái thì khi bước vào thì cô đã có một cái rất là có cảm tình với em. Với khi em mặc cái áo dài rất là duyên dáng. Cách nói chuyện của em thì cô thấy em rất là chất phác, có sao thì nói vậy. Nhìn em nó có một cái gì đó gọi là một cái duyên mà chính cô nhìn cô rất là thích. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Kéo màn. Mời Vũ. Anh có món quà gửi tặng. Không biết là em gặp anh rồi em thấy anh có thể thao giống như em nghĩ không? Giống như là em thích cái người mà manly á. Là phải mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Hiện tại là em đang ở đâu? Em đang ở Bình Thạnh cùng với em gái và em cùng phòng đó. À Bình Thạnh thì cũng gần anh. Dạ. Có một cái trùng hợp á, là khi nãy á, em nghe anh nói là anh nghiến răng á, thì em cũng không có tự biết, nhưng mà người thân cũng đồn là em cũng nghiến răng lúc ngủ. Hả? Em có biết hát không? Nói chung là em thích hát lắm, mà bé em dặn đi dặn lại là để giữ cho cái show này nó được thành công thì không nên hát. À, anh hát không hay. Dạ. Nhưng mà anh hay hát, nếu mà em thích anh có thể hát tặng em bài. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần, anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai. Do mắt em xanh đến tận muôn đời, chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Lần đầu gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương, duyên dáng. Anh nghĩ là nếu mà nóng tính thì nó cũng không có gì là khó khăn, mình kiềm chế lại thì cái đó từ từ mình sẽ giải quyết được, không có gì hết. Trước đây anh cũng nóng tính chứ không phải không, từ từ anh kiềm lại. Tới mức bây giờ là anh rất là hiền. Thậm chí có những đồng đội trong đơn vị thường hay chọc anh á, nói là bây giờ mày chọc được đồng chí Vũ mà giận lên á thì mới gọi là giỏi. Cho nên anh cũng kiềm chế dữ lắm. Dạ. Anh nói là anh là con trai trưởng mà là trưởng họ nữa. Thì nếu vậy thì không, anh là con trai út nhưng mà anh trưởng họ. Có quan trọng gì cháu đích tôn là con trai hay gì không ạ? Không, đối với anh thì con trai hay con gái gì cũng là con của mình hết. Nhưng mà anh thích con gái hơn. Không phải ngẫu nhiên mà chương trình sắp xếp cho anh với em gặp nhau, chắc chắn là mình có nhiều cái điểm chung với nhau lắm. Lần đầu gặp em thì anh không có dám hứa hẹn gì với em nhiều,
Nhưng mà nếu mà em cho anh một cơ hội để chúng ta cùng cho nhau một cơ hội sau này có thể tiến tới với nhau á, anh nghĩ là anh sẽ quan tâm tới em bằng hành động nhiều hơn là lời hứa. Cảm ơn. Trò chuyện cũng đã lâu, chúng ta đã nghe ý kiến của những người thân rồi. Không phải bấm nút để làm vừa lòng một ai đó, mà bấm nút vì trái tim của chúng ta. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. 4 Chúc mừng đồng chí Tư Quý và đồng chí Thường Quý. Hai đồng chí nắm tay nhau nào. Cố lên Vũ. Hôn đi.